Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy mài hai đá của PIT. Con này về gọi cực kỳ mới nha. Hàng chỉ gọi là xài lướt và vì quá mới đi nên em chưa có gọi là vệ sinh luôn và không mở dù chỉ một con ốc. Em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem về tình trạng của con máy này. Thì con máy này á, nó lấy ra từ một con máy có một cái chân PIT luôn ha. Ở cái chân thì em bán rồi. Đây. Thì hàng bãi nó có những cái gọi là chày ha, không thể nào tránh khỏi ha. Đá cả nhà coi nè, rất là nhiều xà lướt ha. Và cả nhà nhìn cái nó chỉ là gọi chày chút xíu ở đây thôi ha, bên đây xài rất ít nha. Rồi, em xin đọc thông số của con máy mài hai đá Hiachi này. Thì con máy mài hai đá Hiachi này thuộc dòng Hiachi Koki Hagamaki. Nó có model là GT21. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện nguyên zin là 100V, có công suất là 620W, có vòng tua là 2970/3560 GPM. Máy sử dụng cỡ đá là 205 x 19 x 15.88mm. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nó nặng hơn 20kg, 20,5kg á. Rồi em xin đo cái thông số tổng thể của con máy. Và tổng thể của con máy này nó dài là 46,5cm. Và máy có chiều rộng là 25cm, hơn chút xíu. Và có chiều cao là 29cm. Đây là phần trên của máy ha. Phần trên của máy. Đây là phần dưới của máy. Rất sạch sẽ và mới. Hàng là em bao là chưa mở dù chỉ một con ốc ha. Chưa vệ sinh, chưa xịt nước gì luôn. Rồi. Em sẽ cắm điện vào máy cho cả nhà. Máy gọi là hoạt động gọi là siêu êm, gần như không gây tiếng động và cả nhà chỉ gọi là ngồi gần á nghe những gió thôi nha. Độ rung lắc của kim đồng hồ gần như bằng không. Những con máy 620W này là cả nhà rồi, là bao đè luôn ha, sử dụng gia đình cũng được, cơ xưởng nhỏ cũng được ha. Thì một con này là nó quá đẹp đi. Bên đây là hơi thô nè, em nghĩ là nó là 36 lít nè. Còn ở bên đá bên này nó hơi mịn hơn chút xíu, em nghĩ là nó là 60 lít đó. Rồi thì em xin đọc lại thông số của con máy mài hai đá Hiachi này một lần nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy. Thì con máy mài hai đá Hiachi này nó thuộc dòng Hiachi Koki Hagamachi, có model là GT21. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện nguyên zin là 100V, công suất là 620W, có vòng tua là 2970/3560 GPM. Máy sử dụng cỡ đá là 205 x 19 x 15.88mm. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nặng là 20,5kg. Và em sẽ bán cho cả nhà một con máy xịn sò như thế này, đáng để siêu tầm và sử dụng như thế này, với cái giá là 3.800.000 đồng. 3.800.000 đồng mà em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói á. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.